Phật tử nhận cái lá phái quy y đó, trong đó có một bài kệ, bài kệ 4 câu. Trong bài kệ đó để là theo chữ Hán thì chư ác mà tá tiếp địa phục hàm tự tịnh kỳ ý thì chư Phật giáo, để ta có dịch ra thì phải đừng làm các điều ác, đừng không làm các điều lành, giữ gìn tâm ý cho trong sạch. Đây là lời dạy của chư Phật. Lời dạy của chư Phật gọn tóm lại chỉ có 4 câu kệ. 4 câu kệ đó tôi giải thích cho quý Phật tử hiểu, nó mang 2 cái tính chất. Tính chất thứ nhất là đừng làm các cái điều ác, mà không làm tất cả điều ác đó gọi là giữ 5 giới cấm. Bởi vì giới là ngăn và chặn. Ngăn chặn tức là ngừa đó. Nếu chúng ta giữ 5 giới đó là chúng ta không phải bị những cái khổ, cái lụy do chúng ta làm. Cho nên trong đạo Phật, ví dụ giới cũng như cái hàng rào ở bên cạnh cái hố thẳm. Nếu mà chúng ta tới quý đạo, dừng đụng tới đạo, chúng ta dội lại, đừng đi nữa, thì chúng ta không rơi xuống hố. Và nếu tới quý đạo mà chúng ta xuống ra, chúng ta lụm đạo để mà đi khỏi đạo, thì sao? Thì bảo đảm rơi xuống hố. Cho nên giới nghĩa là vừa đó, Phật tử giữ 5 giới là vừa đó, để cho quý Phật tử khỏi phải rơi vào các tội lỗi, phải rơi vào những cái khổ đau hiện tại và mai sau. Như vậy thì Phật dạy chúng ta tu trước phải giữ giới, đó có nghĩa là chúng ta phải dừng hết những cái điều tội lỗi tạo thành những cái hiểm nguy, chúng ta phải dừng lại, đừng có bước thêm, đừng có bước tới là hiểm nguy. Như vậy thì giữ giới là ngừa được cái nguy hiểm cho mình. Rồi tới câu thứ hai thì sao? Chúng thiện phụ hàm, tức là phải phân làm tất cả điều lành. Như vậy điều lành là điều gì? Thường thường nghe nói điều lành thì nghe nó cũng ẩm quá quá. Ở đây tôi đi chi tiết để cho quý Phật tử thấy. Như chúng ta giữ giới không sát sanh, tức là không giết hại người, đó là chúng ta không có bị rơi vào cái chỗ người quán thù, người giết hại và tù tội, nó dừng được cái đó. Như vậy thì giới mình bảo đảm sự an lành cho mình, chứ chưa có làm lễ cho người, dừng tội lỗi của mình, chứ chưa có làm lễ cho nhiều người. Như vậy thì bây giờ muốn nhân làm các điều lành thì phải làm gì đây? Thay vì trước chúng ta không giết hại người, bây giờ chúng ta phải thêm một điều là phải cứu giúp bảo trợ cho người, phải không? Cứu giúp bảo trợ cho sinh mạng người được an toàn, để cho người được bớt khổ, thì đó là điều lành. Như vậy thì không làm ác mà lại làm lành thì đó là có phước. Thành để giữ giới là cái phước nhỏ, chỉ ngăn ngừa được tội lỗi của mình, còn làm phước mới là cái phước lớn, vì lợi ích cho người. Mình đã không giết hại mà lại còn giúp đỡ, còn cứu, còn bảo trợ để gìn giữ sinh mạng cho người, thì như vậy đó là cái phước, đó là điều lành. Như vậy thì quý vị thấy có 2 mặt. Một mặt thì dừng tội lỗi thì gọi là đừng làm các điều ác. Một mặt thì mình làm những cái điều tốt lành để giúp đỡ chúng sinh. Như vậy thì chúng ta cứ căn cứ vào trong 5 giới để mà thấy những điều lành chúng ta phải làm. Như điều thứ nhất
là không có giết người, mà ngược lại còn cứu người, còn bảo trợ cho người được an toàn. Đó là làm lành. Rồi giới không trộm cắp thì sao? Mình tránh không trộm cắp của người khác, đó là tránh cái tội lỗi, cái nguy hiểm của mình. Bây giờ mình còn biết có của dư chậm rãi hay thiếu hay nghèo, mình đem mình giúp đỡ gọi là bố thí. Mình không có ăn trộm cắp của người mà mình còn bố thí giúp đỡ người, đó gọi là làm lành. Mình như vậy cứu mạng người, giúp đỡ cho người có của nhân dân, đó là điều lành. Rồi bây giờ cái thứ ba là không được tà dâm. Thì mình giữ mình không tà dâm để cho gia đình mình được an ổn, để cho các thứ khác mình được tin mạnh, đó là cái tốt của mình. Nhưng bây giờ nếu mình chỉ giữ cho mình không thì chưa có phải là làm lành. Bây giờ muốn làm lành chúng ta phải làm sao? Tức là chúng ta phải dạy cho con cháu, cho những người xung quanh biết sống hạnh sinh mạnh, biết làm những điều tốt, đừng có làm những điều quấy nhiễm nhơ. Thì đó là giúp cho người được tăng trưởng cái hạnh tốt ở trong xã hội. Thì như vậy đó là chúng ta làm phước. Rồi tới cái thứ tư là không nói dối. Mình không nói dối thì giữ được cái uy tín của mình, cái lòng tin của thiên hạ đối với mình. Nhưng mà muốn có phước thì mình phải nói cái gì, phải làm gì thêm. Không nói dối mà chúng ta còn nói lời chân thật, không nói dối mà chúng ta còn nói những lời hòa nhã, hiền lành, không nói dối mà chúng ta còn nói những lời đúng là thật, đúng chân lý, thì đó là cái làm phước, làm lành. Bây giờ tới không uống rượu mạnh, uống say, không uống có việc, thì nghe ma túy, thì đó là chúng ta tránh được cái hiểm nguy cho mình. Nhưng bây giờ muốn làm lành, chúng ta phải sao? Chẳng những mình không uống rượu mạnh, uống say, không uống có việc, thì nghe ma túy, mà mình còn khuyên, còn răn, còn nhắc nhở những người bạn, những cái con cháu mình, tránh đừng làm những điều đó, đừng phạm những cái lỗi đó, thì đó là mình làm phước. Như vậy, chúng ta tu Phật chẳng thứ nhất là phải ngừa đó, đừng phạm tội lỗi, đó là giữ giới. Chẳng thứ hai, chúng ta phải làm những điều lành để trở thành một cái người hữu ích cho xã hội, hữu ích cho đời, đó là cái làm lành. Như vậy, chặng thứ hai chúng ta tu bằng làm lành. Rồi còn gì nữa? Tức là câu thứ ba trong đó, tự tịnh kỳ ý. Tức là phải làm cho cái tâm ý mình trong sạch. Như vậy thì đó là cái chặng thứ ba. Như vậy thì quý vị thấy ba cái điều. Điều thứ nhất là giữ tâm giới cho mình khỏi phạm tội lỗi. Điều thứ hai là làm những điều lành để cho mình tăng trưởng phước đức. Đến điều thứ ba thì Phật dạy mình phải giữ tâm ý cho tâm sạch. Bây giờ cái điều đó quý vị biết giữ sao cho nó tâm sạch không? Cái gì làm cho nó như quế? Đó là một cái câu chuyện mà tôi phải nói hơi nhiều. Tâm sạch thì tôi nói cái tâm ý như nhất. Bây giờ quý vị thấy tâm mình nó sao mà là như nhất? Ví dụ thấy người ta để cái món đồ tốt, biết là của họ mà cây là có cái nghĩ, nghĩ sao? Nghĩ tham, cứ muốn lén lấy, muốn lén lấy, muốn giật, thì cái đó là cái tâm ý như nhất, phải không? Còn người ta nói những cái điều mình sai, mình chặt, mà ta chỉ cho mình biết cái sai, cái đạt, cái lỗi lắm, cái lộn ra, thì cái đó là cái gì? Là cái tâm ý nhờ nhớ. Rồi bao nhiêu thứ khác, ví dụ thấy người ta làm ăn mà được phát đạt, mình làm ăn sao mà nó thua kém, thế được ghen tị, rồi thù quán người ta, cái đó là tâm ý tốt rồi đâu? Đó là nhờ nhớ. Thì những cái tâm ý đó
là Phật ít nhớ nhớ. Bây giờ chúng ta biết tu rồi, phải gạt lọc cho nó được tâm thật, thì đó gọi là tu. Chứ còn nếu nuôi dưỡng cái thân ý nhơ nhớp đó, thì chúng ta sẽ tạo nên những cái lỗi lầm, những cái tội rất lớn ở ngoài sau. Cho nên quý vị biết rõ rằng thân chúng ta làm lành, nguyện chúng ta mới làm, đó là tốt. Nhưng mà nếu tâm ý chúng ta chưa có được làm, chưa tốt thì rồi có ngày nó cũng dưới thân nguyện mình đập quấy thành lỗi. Cho nên tới cái thứ ba đó là cái trạng thái gạt lọc thân ý mình, vì nó là cái gốc, nó là cội nguồn tốt hay là xấu, cho nên chúng ta phải gạt lọc nó. Bây giờ quý vị biết tu cái thứ ba đó chưa? Trong mấy cái hai phần trước, ngang ngừa đừng làm ác và giữ giới, năm giới, rồi làm tất cả điều lành, thì quý vị biết rồi. Và giữ tâm ý trong sạch, quý vị giữ bằng cách nào? Làm cách nào cho nó trong sạch? Thì ở đây tôi chỉ cách cho quý vị giữ, giữ cho nó trong sạch. Như thường ngày, ở trong cái sự tiếp xúc qua lại, Phật tử mình hay sợ một cái tật xấu. Tật xấu là nóng nảy. Ở đây quý vị có nóng không? Có nóng giận không? Có ai mà không nóng giận đưa tay tôi coi. Có người nào không nóng giận không? Chắc ai cũng nóng giận hết. Trăm người như một đều có cái nóng giận, phải không? Nóng giận là cái tốt hay cái xấu? Chắc ai cũng chấp thuận nóng giận là cái xấu, thấy không? Khi mà nổi nóng lên đừng nói bậy, làm bậy đủ thứ hết. Như vậy thì chúng ta biết mình có cái xấu, cái xấu là nóng giận, nóng giận đó là cái ý rồi, thấy không? Nó tâm ý mình. Như vậy thì có cái xấu là cái nhờ, mình phải làm sao lọc bỏ nó ra thì hết nhờ, hết xấu. Giờ quý vị biết làm sao bỏ được cái nóng giận không? Ở trong nhà Phật dạy rõ lắm. Nếu người nào bị bệnh nóng giận đó, là một bệnh, bệnh về tâm bệnh đó, thì Phật dạy cái phương thuốc trị cho nó hết nóng giận. Bây giờ thường thường tất cả chúng ta hay có bệnh mà Phật dạy thuốc là không chịu trị, không chịu uống nó. Như vậy thì đa số Phật tử ở đây đều là theo Phật. Bây giờ cái bệnh nóng giận của mình, ai cũng biết mình mắc phải cái bệnh đó. Giờ phải mua thuốc gì, dùng thang thuốc nào vậy? Quý vị biết chưa? Chắc chưa biết. Bệnh mà không biết thuốc, mà thuốc thì Phật cho, học thuộc lòng rồi, không biết được dùng gì. Bây giờ tôi chỉ cho quý vị một cách trị. Khi mà nóng giận thì chúng ta phải uống tới hai cái toa thuốc. Toa thuốc thứ nhất là cái toa thuốc nhẫn nhục, rồi cái toa thuốc thứ hai là toa thuốc từ bi. Khi mà quý vị nổi nóng lên thì lúc đó quý vị sẽ làm cái gì trước? Là trước, phải không? Là không được cái gì đánh. Thì như vậy thì từ cái ý mình nó nổi nóng, rồi cái mắt miệng mình phải la rồi la chưa xong nữa thì cái tai đánh. Như vậy thì thân thân tạo nghiệp ác, nghiệp tạo nghiệp ác, từ cái ý nghĩ ác. Như vậy thì bây giờ khi mà người ta nói gì trái ý mình, lúc đó vừa nói nóng lên thì quý vị phải làm sao trị cái cơn nóng đó. Chắc quý vị sẽ nói rằng nổi nóng quá cái chạy đi uống nước lạnh suốt để uống cho nó mát lại. Như vậy thì uống được vài ly nước lạnh thì nhờ uống nước lạnh cho mình hơi quên chút. Như vậy rồi
đứa tụi ba khỏi cổ một chút thì nhớ lại cái nửa năm nữa. Thì thằng lẽ đi mua lên uống nước uống nữa. Chứ vậy thì mỗi lần tắm rồi uống nước tới chiều cũng để bụng luôn. Phải không? Như vậy thì chưa phải là cái phương pháp cứu mình. Có gì nói rằng mỗi khi nửa nóng lên thì cứ nhớ thật niệm Phật. Niệm Phật của Hài cho nó quên. Nửa nóng thì đó cũng là phương thuốc. Nhưng mà lời niệm Phật cho cái bớt nóng dịu lại. Thì lát quên niệm cứ nhớ lại cái nửa nóng nữa. Phải không? Vì gì quên nghe thì nhớ lại cái nửa nóng. Thành như vậy thì cũng là trị tạm thời chứ chưa phải là hết gốc. Vì vậy thì quý vị muốn trị cho hết cái gốc nóng nó phải sao? Nó bây giờ khi mà có ai đó nói một lời trái ý mình nổi dậy lên. Khi nổi dậy thì cái đầu tiên nó phải la, phải không? La hét. Thì vừa nổi dậy muốn nói lời nặng để cho đã giận. Thì vừa muốn nói thì quý vị phải đọc cái câu này. Đọc câu này. Nói là dạy, nhịn là khôn. Nói là dạy, nhịn là khôn. Nói là dạy cứ đọc này. Nói dạy, nhịn khôn. Nói dạy, nhịn khôn. Cứ nói. Đọc tới là tôi nhịn trong bài. Thì cái hết nói. Hết nói thì tuyệt nhiên là đâu có đâu có đưa tay đưa chân lên bước hai bước chân nữa, phải không? Như vậy thì quý vị thấy cái câu đó có phải chân lý chưa? Bởi vì khi mình nở nắp mở miệng nói như vậy, phải không? Nói những lời được tình tình không nói mà tới mở nắp mà nói à, mình khi nở nắp về thì mình liền nói là dạy nhìn là ồn. Nói là dạ, nhịn không? Mình kêu nói hồi cho học sinh không ấy. Mình không nói cái nhịn được. Mình nhịn được vậy rồi. Một lúc trên tỉnh thẳng nhớ lại cũng mới dặn nữa. Cho nên phải dùng cái tòa thuốc thứ hai trị cho hết gốc. Tòa thuốc thứ hai là tòa thuốc từ bi. Từ bi phải làm sao? Tức là một khi nhớ lại cái câu chuyện họ nói vậy, họ xử sự mình không tốt á, thì liền khởi cái nghĩ người đó họ nói như vậy là sai, họ làm như vậy là vậy, mà tại sao họ làm sai, họ nói vậy, vậy là họ không sáng suốt, họ không tỉnh táo, chứ mình tỉnh táo mình sáng suốt đâu có làm sai, sao không nói vậy, họ không tỉnh táo không sáng suốt, người đó là người đáng thương, rất có giận. Nếu như nghĩ về cái thật cởi cái lòng từ quý thương họ, tội nghiệp họ không sáng suốt. Đó mình thương họ cái hết trời, nghe đó thì giết cái mặt đến thật. Quý vị thấy hiệu quả chưa? Chị uống hai thang thuốc cho cái quý vị hết được cái bệnh đau. Bây giờ quý vị thử bắt đầu. Bắt đầu đi mua hai cái miếng thuốc rồi về sẵn trong nhà. Khi nào nổi nấm, nổi cơn lên cái thì uống liền. Thì quý vị sẽ thấy kết quả, không nghi ngờ chút nào hết. Như vậy đó là kiếm thuốc của Phật cho để mình trị cái bệnh mình. Chứ còn không thì quý vị tu Phật bao nhiêu năm mà khi cái bệnh mình tới không biết làm sao trị. Học Phật thì học kinh này chắc như học hoài, không biết trị bằng cách nào. Như vậy chúng ta phải kinh tế khi có bệnh phải dùng thuốc liền. Nếu dùng thuốc đó rồi thì rất là hiệu quả. Phải khác thì giữ mà nói vậy, nó làm vậy thì người hiền không nói vậy, không làm vậy, nói hiền. Đó, quý vị nhớ. Mà bây giờ Phật tử mình có ai mà nói tôi là giữ đâu, phải không? Ai cũng nói mình Phật tử hiền lành. Vậy đó mà còn nóng giận, còn la lối ông tròn thì có hiền lành chưa? Đó là cái điều mà tôi muốn nhắc cho quý Phật tử hiểu cho chí lý, chứ đừng có lầm lẫn. Chúng ta nhiều khi chê người khác mà khi sự việc nó xảy đến với mình cứ y như họ, không hơn có kém gì. Nên nhiều khi tôi nói quý vị nghe nó hơi lạ chút, như
như khác nói anh hay là chị ngu như con bò thì lúc đó sao quý vị liền không hay là ngu nói anh ngu như con bò thì nổi tiếng lên tự lộn phải không, nổi tiếng tự lộn đó con ngu không. Thì bây giờ nếu người ta nói mình ngu như con bò, mình chơi mình nói mình cãi gì hết thì mình có thành con bò không? Mình đâu có ngu, mình thấy họ nói vậy phải không, họ nói vậy mà mình cãi với họ thì thành ra mình chấp nhận cái vậy, mình chấp nhận cái vậy thì mình thua họ rồi. Cho nên họ nói vậy thì mình phải tỉnh táo sáng suốt, mình không có chấp nhận. Nói mình có bò, mình cười thì nó có thành bò, phải không? Còn nói mình bò, cái mình tự là mình trụng bò, thì tức là mình thành bò mất rồi. Như người khác nói mình con chó, cái lỗi dặn, dặn sát tai họ. Thì như vậy họ nói mình chó, mình làm chó, mình cắn mà liền, phải không? Bây giờ họ nói bò, mình cười thôi, họ nói chó, mình cười thôi. Thì biết họ nói sai, vì họ không sáng suốt, thương thôi, họ cứ dặn. Như vậy, nếu họ nói mình là con bò, thì mình thành con bò liền thì chẳng sao phải. Thì làm để mình cổ, thấy không? Nếu họ nói mình con chó, mình thành con chó liền thì chẳng sao phải. Còn họ nói mình bò, mình chó, sẽ thành chó, thành bò đâu. Họ khóc thành sẽ dẫn, thấy không? Vậy đó mà người ta cứ đánh lộn nhau, cứ lộn nhau, cứ duyên thiện. Như vậy thì đó là con hay là con khôn. Nếu Đức Phật bị người ta chửi, Ngài nổi nóng chửi lại thì bây giờ chúng ta còn lại Ngài không? Chứ đâu có ai làm lại, phải không? Vì Ngài không chửi lại cho nên mà Ngài còn kéo dài họ để cho họ tỉnh. Thì như vậy chúng ta mới lại Ngài. Như vậy cái người khôn là người không nói bậy, phải không? Còn người nói bậy là nó có khôn, mà kiên dặn là nói bậy. Cho nên phải tập khi nổi giận thì phải nhớ đọc cái câu nói là dạy, nhịn là khôn, nói là dạy thì được khôn, chắc ngồi hồi được qua thì như vậy là mình thành công, phải không? Đó là cái phương thuốc trị rất là hay. Quý Phật tử mà khéo ứng dụng thời gian cái mình ngồi lại sao nào có biết. Như vậy đó là tu, tu là như vậy. Đó là mình học Phật để mà tu. Chứ còn quý Phật tử nhiều khi sửa soạn đi lâu xa, thế rồi lại trước bàn Phật thắp hương cái nguyện Phật gia hộ cho con đi đường được bình yên, mọi sự đều được an lành. Nguyện vậy nhờ con gia hộ đi cho bình yên được an lành. Nhưng mà ra đường ai nói thấy ý cái thác tài nè. Rồi, thì được yên an lành không? Khi nói dạy thác tài ta mà can đâu có kịp, thấy không? Can không kịp thì sao mà gia hộ? Thì như vậy quý vị mới thấy muốn bình yên, muốn an lành thì nguyện ai? Nguyện mình bình tĩnh, mình sáng suốt, mình biết đem muốn của Phật mình muốn để mà trị thì mới là được bình yên, an lành. Chứ mà cầu Phật ban Phật cho không bao giờ được. Như vậy thì chúng ta phải khéo đem lời Phật dạy ứng dụng tu cho bản thân mình thì chúng ta sẽ tốt. Như vậy thì quý vị thấy khi nổi giận lên và tâm mình nó ngào đục, nó xót xa. Chúng ta biết nhẫn nhịn bằng cách không nói vậy mà an nhẫn. An nhẫn thì tâm nó lặng xuống. Lặng xuống thì sao? Thì nó là tâm sạch. Đó là tu tâm ý mình cho tâm sạch. Tất cả chúng ta có bệnh thì Phật dạy lấy thuốc đó mà trị, chứ không phải cầu Phật cho mà Phật tử mình cứ xin Phật cho. Bởi xin cho nên lâu ngày không hiểu việc cứ muốn bỏ Phật luôn, phải không? Thì chị thấy Phật không có giúp mình được, không được thì theo Phật có lợi gì? Còn nếu chúng ta biết
lời thật dạy là trị tâm bệnh của mình, thì chúng ta ứng dụng tu, tự nhiên tâm chúng ta nó trong sạch. Mà tâm trong sạch rồi thì mọi bệnh theo đó nó hết. Đó là tôi nói tu bằng cách dùng thuốc của Phật để trị bệnh cho mình, đối trị bệnh cho mình. Như vậy thì chúng ta càng tu, tâm càng tâm sáng. Mà tâm trong sáng thì phiền não đâu còn. Còn nếu tu mà cứ phiền não người này dẫn thờ người kia thì tu đó tâm nó trong sáng chưa? Chắc vẫn nhớ được, mà nhớ được cho nên rồi không đi tới đâu hết. Càng tu thì càng thấy khổ, thì còn tu vui. Mà nếu mà tâm mình trong sáng thì càng tu thì nó càng tươi, càng vui, càng mát mẻ, không có khổ. Như vậy thì tu đúng thì mọi cái an lành đến với mình, tu sai thì mọi việc phiền não sẽ đến với mình. Không nghi ngờ, đó là một cái lẽ thành. Đa số ham tu theo Phật, mà thực sự cứ ham tu mà không chịu tu, ham sinh rồi. Như vậy thì bây giờ quý vị còn thích sinh là thích tu, thích sinh mà cho hay thích tu? Nếu sinh mà không cho thì quý vị sao? Sinh mà không cho chán, bỏ Phật, phải không? Cho nên chúng ta phải hiểu Phật bằng cách là tu theo Phật. Đó, những cái gì Phật dạy, những cái gì mà trong đó chúng ta thấy là chân lý, là lẽ thật, thì chúng ta ứng dụng, chúng ta tu, tu rồi chúng ta mới thấy kết quả đúng như vậy. Bởi vì có thuốc mà không chịu uống, rồi cứ kêu bệnh hoài. Thì nếu không uống thuốc, để bệnh nó cứ nó tái phát liên miên, thì đó là tự mình phá hoại, tự mình làm khổ mình. Cho nên người biết tu là đem cái pháp của Phật dạy để ứng dụng tu cho bản thân được an lành, cho nội tâm mình được trong sạch. Đó là kéo tu, tu như vậy mới là tu thật. Còn nếu tu như hôm nay là chưa có thật. À, tôi nói thì quý vị nghe có cái cũng hơi xót ruột chút. Như mỗi năm tới ngày mùng 8 tháng Giêng, quý vị có lúc sao không? Có không? Có. Lúc sao để cầu cái gì? Để cầu cho một năm bình an, phải không? Như vậy thì 100 người Phật tử ai cũng cúng sao hết. 100 người đó một năm quý vị đem tổ lại coi có bình an hết không? Bình an hết không? Hay là có người được, có người không được, phải không? Như vậy thì cái đó nó không phải là thật. Nhưng bây giờ người ta đặt câu hỏi, cái cúng sao, cái sao nó ở đâu vậy? Ở đâu cúng? Nó có cái năng lực gì mà cúng nó hết tai nạn? Thì quý vị biết nó đâu không? Biết năng lực nó thế nào không? Thì cứ xưa bài ngay làm vậy, cứ xưa cúng sao vậy, bỏ cái cúng sao, chứ không có một lý lẽ, không có một sự thật nào hết, phải không? Như vậy thì cái việc làm đó là chân lý chưa? Chắc chưa mà, phải không? Nếu không phải chân lý mà có phải là mê thích như không? Đó, như vậy thì chúng ta tu thì phải tu cho đúng, không nên vì cái sợ sệt, không nên vì cái tham cầu mà tu sai, tu lầm, để rồi chúng ta cứ đi trong con đường mê lầm và mãi. Vì vậy mà tất cả quý vị nghe hiểu được đạo lý, ứng dụng tới nơi rồi thì quý vị mới thấy cái giá trị của đạo Phật. Không có cái gì mà có thể bị người ta chỉ trích được. Còn như Phật tử mà bây giờ thì thiên hạ chỉ trích liên nguyên nè, nghe cũng mệt cái đầu, phải không? Ở chỗ này thế này
đầu tiên hay là đủ thứ ký tích là vì chúng ta tu không có đúng như cái gì Phật dạy. Phật dạy một đàn, đệ tử là một nẻo, phải không? Không có giống nhau, không có hợp. Như vậy, Phật với Phật không đó quyền.